Youtuber Nam Ok tử nạn, xét nghiệm rượu, ma túy tài xế xe tải. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khiến Youtuber Nam Ok và nhóm bạn thương vong. Liên quan đến vụ tai nạn, khiến 3 người chết và 3 người bị thương, xảy ra vào chiều 4 tháng 10, tại tỉnh Lộ 285, đoạn giáp danh giữa địa bàn, xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 5 tháng 10, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu xét nghiệm của hai lái xe trong vụ tai nạn. Đối với lái xe tải đã có kết quả âm tính với rượu và ma túy. Trong khi đó, lái xe con đã tử vong, vẫn đang trong thời gian chờ kết quả. Cùng ngày, cục đăng kiểm Việt Nam đã thông tin về các phương tiện trong vụ tai nạn. Theo đó, chiếc xe con mang biển kiểm soát 98A20633 có hạn kiểm định đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2021. Theo quy định hiện hành, chiếc xe này không được phép tham gia giao thông. Xe ô tô tải có biển số đăng ký 99C14512, nhãn hiệu Dongfeng, sản xuất năm 2014 tại Trung Quốc. Được phép chở khối lượng 6,2 tấn. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Triệu Thành, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Chiếc xe ô tô tải có hạn kiểm định đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2021. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 4 tháng 10, xe ô tô con 4 chỗ, mang biển số 98A chở theo 6 người, di chuyển trên tỉnh lộ 285, theo hướng xã Trung Chính, Lương Tài, đi xã Phú Hòa cùng huyện. Khi đến khu vực ngã tư cầu Táo Đôi, đoạn giáp danh giữa xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, thì xảy ra va chạm với xe tải di chuyển qua ngã tư, theo hướng về xã Lai Hạ. Trên xe có một tài xế. Vụ tai nạn khiến ba người trên xe con tử vong, ba người bị thương. Các nạn nhân tử vong bao gồm: Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2000, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, là người điều khiển phương tiện. Nguyễn Thị Hằng, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 2000, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Các nạn nhân bị thương bao gồm: Đào Đức Quận, sinh năm 2000. Chú tại tỉnh Nam Định, Đặng Tuấn Mở, sinh năm 1998, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Gia Huyện, sinh năm 1995, trú tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, trong đó Mở và Hát đã xuất viện về nhà, quy được chuyển lên bệnh viện đa khoa Bắc Ninh điều trị.